Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lũ bất thường ở Trung Quốc trong tháng này khiến những lo ngại về Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới đang nóng hơn bao giờ hết. Tờ Bưu điện Hoa Nam tuần qua dẫn thông báo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ vài tuần qua đã khiến cho khoảng 984.000 người ở khắp 27 tỉnh phải sơ tán, với 112 người mất tích hoặc chết và 15.000 ngôi nhà đổ sập. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp, nhiều thành phố bị ngập lụt nặng, đường phố bị nhấn chìm và xe cộ bị cuốn trôi. Tổng mức thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ với 19 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các khu vực miền Tây Nam Trung Quốc và hạ lưu sông Trường Giang. Dù là con đập lớn nhất thế giới với mức đầu tư khổng lồ cùng những thông số được hứa hẹn là đảm bảo an toàn ở mức chưa từng có, nhưng liệu thực sự đập Tam Hiệp có phải là trường thành luôn đứng vững với mọi sự khác biệt từ thiên nhiên? Đập Tam Hiệp được thiết kế với khả năng chịu đựng mực nước lên tới 175m và với những dòng nước lũ có lưu lượng tới 75.000 mét khối một giây. Nếu lấy lưu lượng 75.000 mét khối một giây này là giới hạn cao nhất của đập Tam Hiệp, thì hồi cuối tuần trước, tốc độ xả nước thời điểm cao nhất mới chỉ đến 26.500 mét khối một giây. Tuy nhiên, trang tin địa phương Kỳ Giang Online dẫn lời một số lãnh đạo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành con đập nói rằng khả năng chịu lũ của con đập là có giới hạn và việc kiểm soát lũ của toàn bộ vùng lưu vực sông Trường Giang không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp. Tuần trước, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp được xả xuống còn 145m để chừa chỗ cho mùa lũ đang tới. Nhưng đến hôm nay, mực nước đo được là 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Trong khi lượng nước dồn về con đập tăng lên so với ngày trước đó, khu vực sông Trường Giang đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đang trải qua đợt lũ lụt lớn nhất trong 83 năm qua, buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo lũ mức cao nhất và sơ tán hơn 48.000 người. Ngoài những giới hạn đến từ thiên nhiên, chính quyền Trung Quốc cũng dự trù có những nguy cơ phá hủy đập Tam Hiệp trong trường hợp có chiến tranh. Truyền thông Trung Quốc cho rằng đập Tam Hiệp là đập bê tông cốt thép trọng lực, có thể ngăn được những trận lũ ngàn năm có một, thậm chí có thể chống chịu được tác động từ một vụ tấn công hạt nhân cấp độ thấp. Tuy nhiên, theo trang Asia Times, quân đội Trung Quốc đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và còn thiết lập vùng cấm bay quanh khu vực đập Tam Hiệp để phòng thủ. Con đập được một đơn vị cảnh sát vũ trang canh gác và quân đội còn triển khai trực thăng, tàu tuần tra, xe bọc thép và lực lượng gỡ bom gần đó. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn thường xuyên thực hiện nhiều cuộc tập trận chống khủng bố trong khu vực, giả định ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tàu chứa chất nổ. Trước đó, hãng tin AFP thông tin giới kỹ sư thuộc Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang cho biết đã tiến hành nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả khi đập bị phá hủy do chiến tranh, thiệt hại sẽ không lan đến tận Thượng Hải. Tuy nhiên, nhiều người không thể quên thảm họa vỡ đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào năm 1975. Con đập được xây dựng vào thập niên 1950 nhằm tạo thủy điện và kiểm soát lũ cho vùng đồng bằng sông Hoài đã bị cơn bão Nina phá tan. Nước lũ kéo sập 61 con đập khác ở hạ nguồn, khiến cho hơn 26.000 người thiệt mạng, dịch bệnh và nạn đói kéo theo sau đó, làm cho khoảng 145.000 người thiệt mạng. Thưa quý vị khán giả, 621mm là lượng mưa trung bình trong khoảng thời gian đầu tháng trước đến giữa tháng này của năm nay ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là con số biểu thị lượng mưa cao nhất kể từ năm 1961, khiến cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt mưa lũ kỷ lục trong hơn 63 năm qua. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang thấy là một chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ ở quận Khúc Giang, thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông. Trong khi đó, nhiều khu vực khác ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Tuần qua, nhà chức trách Trung Quốc đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng mưa lũ, mức độ nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay. Sau đó 2 ngày, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây đã nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục. Các thành phố ở tỉnh Quảng Đông như Thiểu Quan, Thanh Viễn nâng lên mức báo động 1, mức cảnh báo cao nhất khi nơi đây liên tục đón nhận lượng mưa lớn kể từ cuối tháng trước. Trong khi đó, với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc,
Tờ Thời báo Hoàn cầu mới đây cho biết 95 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo. Hôm qua, nhà chức trách đã ra mức cảnh báo lũ cao nhất đối với lưu vực sông Châu Giang ở miền Nam Trung Quốc, đồng thời cho biết mực nước tại một số nơi đã vượt các mức cao kỷ lục trong lịch sử và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng xấu. Được biết, hôm qua nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những trận lũ lịch sử khi mưa lớn đầy mực nước ở vùng Châu Thổ Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Những trận mưa lũ đạt mức kỷ lục trong lịch sử đã làm lún sụt đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán và làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư, trong số gần 600.000 người bị ảnh hưởng đã có hơn 300.000 người phải sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ. Đến nay, tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 2,1 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, tỉnh này hôm thứ Tư cũng phải cho tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước dâng cao và sạt lở đất. Tại tỉnh Giang Tây, lân cận, khoảng nửa triệu người dân cũng chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Thiệt hại kinh tế tại tỉnh này ở mức 495 triệu nhân dân tệ với 47.500 ha cây trồng bị hư hại. Ngoài ra, tại tỉnh Phúc Kiến cũng đã có hơn 270.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Những hình ảnh khác được quay lại cho thấy mưa nặng hạt làm lún sụt đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng của người dân. Dự kiến trời sẽ tiếp tục đổ mưa trong những ngày sắp tới. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử các đội cứu hộ đến những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy, các đội giải cứu phải dùng cáng, xuồng để cứu người dân mắc kẹt trong các căn nhà bị nước bủa vây, hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc lên những nơi cao. Nhiều lính cứu hộ đã phải dùng đến dây thừng và thang để tiếp cận tới những vùng xa xôi có lũ lớn. Chính quyền địa phương tại tỉnh Chiết Giang cũng yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. Sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 52 năm, các trường học cũng đã chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời cho người dân phải đi sơ tán. Thưa quý vị, thực chất mùa mưa và thời điểm hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu đang mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn tại quốc gia này. Không chỉ Trung Quốc, các nước trong khu vực cũng đang chứng kiến sự gia tăng của các cơn bão nhiệt đới cường độ mạnh do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới sinh mạng, mùa màng và nguồn nước ngầm. Thưa quý vị, mưa to và lũ lụt đang tàn phá tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Số người thiệt mạng do lũ lụt lịch sử tại đất nước này vẫn chưa dừng lại. Tính đến ngày hôm nay, đã có 51 người thiệt mạng và 12 người vẫn mất tích. Mưa lũ cũng làm hơn 3,6 triệu người bị ảnh hưởng. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải phân bổ tổng cộng 150 triệu nhân dân tệ, khoảng 22 triệu đô la Mỹ để cứu trợ thiên tai lũ lụt tàn phá nhiều khu vực của Trung Quốc, cho thấy mức độ nghiêm trọng và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Theo số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam Trung Quốc công bố chiều qua, thì các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 62 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này đến nay đã khiến cho 51 người thiệt mạng, 12 người mất tích, bao gồm hơn 300 người mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, hơn 3,6 triệu người tại 123 quận huyện trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Đợt mưa lũ này cũng khiến Hà Nam phải di dời khẩn cấp 467.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm, hơn 251.000 ha cây trồng bị hư hại, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,33 tỷ nhân dân tệ, tương đương 199,6 triệu đô la Mỹ. Cho đến sáng qua, Đài khí tượng tỉnh Hà Nam vẫn phải phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt địa phương khác như là An Dương, Hạc Bích, Tân Hương thì lượng mưa cũng đều ở mức báo động, có nơi nghiêm trọng không kém gì Trịnh Châu. Trong đó thì lượng mưa lớn nhất đo được tại thành phố Tân Hương có lúc là lên tới 947mm. Do ảnh hưởng của mưa lũ từ 4 ngày qua, thành phố này đã có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố bị tràn nước, khiến 58 xã bị ảnh hưởng. Hai trạm đo mực nước tại đây đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Tính đến 10 giờ 30 phút tối ngày thứ Ba, đã có hơn 490.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu tại thành phố này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ở thành phố An Dương cũng phải ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, tất cả các cơ quan doanh nghiệp làm việc tại nhà, ngoại trừ các lực lượng cứu hộ và những người làm nhiệm vụ ở tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe thì phải sơ tán vào nơi an toàn.
Tuy nhiên, bắt đầu từ chiều qua, lượng mưa đã giảm dần. Công tác cứu trợ đang được gấp rút tiến hành tại đây. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực duy trì nguồn điện và nước của thành phố. Hơn 3.500 quân nhân đã được điều đến 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố. Cũng ngay trong đêm qua, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc lại tiếp tục phải điều thêm 550 lính cứu hỏa đến từ 5 tỉnh thành chi viện cho Hà Nam cùng nhiều phương tiện cấp thoát nước và thuyền cao su để hỗ trợ tỉnh này tiêu úng và cứu trợ thiên tai. Trước đó, đã có gần 2.000 lính cứu hỏa được cử đến tỉnh này. Đợt mưa lũ này cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý đô thị khi chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không kịp thời cho đóng cửa các ga tàu điện ngầm hay là cho người dân nghỉ làm, nghỉ học, khiến cho hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm nhiều giờ, với nước ngập đến ngực và cướp đi sinh mạng của 25 người trong số đó. Đến nay, mặc dù mưa lớn ở Hà Nam đã giảm và có chiều hướng kết thúc, song Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc vẫn phát đi cảnh báo mưa lớn màu xanh vào lúc 6 giờ chiều qua theo giờ địa phương, là do nhiều tỉnh thành khác ở nước này như là Hồ Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Nội Mông vẫn xảy ra mưa lớn cục bộ. Bên cạnh đó, cơn bão số 3, một trong những nguyên nhân gây ra lũ kinh hoàng ở Hà Nam, đã tiến dần vào bờ biển phía đông của Trung Quốc và có khả năng gây ra mưa to, sóng lớn cho thành phố Thượng Hải và các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, khi dự kiến nó sẽ đổ bộ lên đất liền vào ngày mai. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.